tại sao á nha, cô nói thật nha, đời cô là một chuỗi dài rất là buồn. Cô chơi với bạn á, cô bao giờ cũng thiệt thòi đó. Có khi á hả, cô chơi với bạn á, xong rồi hồi xưa cô kể cho quý vị nghe một câu chuyện này rất là thật nha quý vị. Cho đến tận bây giờ cô vẫn tiếc nối một cái mối tình bạn bè với nhau. Thì ngày xưa cô chơi với một cái chị đó, chị đó rất là thương cô, hai vợ chồng chị đó thương cô lắm. Thì cô chỉ xem cô như là một người em của chị vậy đó. Cô ăn dầm làm về, cô chà lết ở nhà chị á. Cô với chị là kinh doanh bất động sản cùng với nhau. Lúc đó cô cũng còn rất trẻ nha. Xong rồi á là thương nhau lắm. Rồi khi mà chị đi qua Mỹ á, chị ở bên Mỹ, chị làm một cái thẻ xanh. Chị làm một cái thẻ xanh, chị phải ở bên Mỹ 6 tháng rồi chị mới về Việt Nam. Thì trong cái thời gian 6 tháng đó đó thì ở đây cô kinh doanh bất động sản với vợ chồng chị mà. Thì ông chồng á, ông dê cô, ông tỏ tình, ông nói ông yêu cô. Thật sự cô quá bất ngờ luôn. Ông nói là ông rất là yêu cô, nhưng mà vì là ông lỡ lấy chị rồi. Cô nghe cô rất là choáng váng và cô nói rằng là không, cô coi chị như là một người chị, cô không được làm như vậy. Và ông đã rất là xúc phạm cô.